chào mọi người, mình là Nhã Dinh, còn có biệt danh là Nhiên Nhiên. Và mình là một tiếp viên hàng không và mình rất yêu cái đẹp. Đó cũng là lý do mà mình đã làm rất là nhiều video ở trên mạng xã hội về làm đẹp. Do đó mình cũng nhận được rất là nhiều câu hỏi từ các bạn liên quan đến những vấn đề làm đẹp. Và câu hỏi mà mình nhận được nhiều nhất gần đây đó chính là: nên sử dụng kem chống nắng như thế nào? Sử dụng kem chống nắng cần lưu ý những cái gì? Mình có nên tẩy trang khi sử dụng kem chống nắng hay không? Vân vân. Và may các bạn hỏi rất là nhiều liên quan đến kem chống nắng. Vậy nên hôm nay mình làm chiếc video này để chia sẻ cho các bạn 5 điều cần lưu ý khi sử dụng kem chống nắng nhé. Điều thứ nhất đó là sử dụng kem chống nắng sau bước dưỡng ẩm và trước lớp make up. Mình biết đây cũng là một cái điều mà khiến cho các bạn rất là phân vân. Nó là khi mà mình phải sắp xếp là mình nên làm cái nào trước và cái nào sau á, thì các bạn sẽ rất là kiểu bối rối luôn á, không biết là nên như thế nào. Thì thứ tự đó chính là dưỡng ẩm, sau đó mình sẽ chống nắng, rồi tiếp theo mình sẽ make up. Thì có rất là nhiều bạn gặp phải cái vấn đề là khi mà mình đã dưỡng ẩm và thoa kem chống nắng rồi mà mình apply make up thì lớp nền của mình nó sẽ rất là dễ bị nhão ra và nó sẽ bị chảy. Vậy thì bí kíp của mình đó chính là các bạn nên chọn một loại kem dưỡng mỏng, nhẹ và đặc biệt là phải thấm hết vào da và khô thoáng, không để lại một cái sự nhờn rít gì hết. Mình highly recommend các bạn cái gel dưỡng Light and Fine này. Nó cấp ẩm khá là tốt, da khá là mềm mượt mà thấm rất là nhanh. Các bạn nhìn này, nó là một cái dạng gel cho nên là sẽ thấm cực kỳ nhanh và cực kỳ mỏng nhẹ luôn. Mình chỉ cần thoa là nó đã thấm hết vào da nè. Đó, nó giống như nước vậy á. Mình chỉ thoa một xíu mà mọi người thấy không, nó tan ra và bây giờ trên tay mình cảm giác như là đang có nước ở trên tay luôn á, chứ nó không có giống như là những cái loại kem dưỡng mà đặc đậm đặc. Nói các bạn xem là mình chỉ cần thoa một xíu thôi thì bây giờ cái lớp gel dưỡng này nó đã thấm hết vào da rồi. Thì khi đã thấm hết vào da như vậy thì mình sẽ tiếp tục apply thêm một lớp kem chống nắng. Thì mình cũng recommend cho các bạn kem chống nắng cùng bộ với lại gel dưỡng luôn của nhà Like I'm Fine. Kem chống nắng này cũng khá là mỏng nhẹ nè, các bạn xem cái chất của nó thì cũng khá là lỏng và không quá đặc, và đặc biệt là cực kỳ mỏng nhẹ và để lại một cái lớp finish nó rất là khô thoáng và không hề có một xíu nhờn rít hay là cảm giác bóng dầu, nhưng mà vẫn có một độ dưỡng ẩm khá là ok cho nên là da mình sẽ không bị khô. Đó, đây là da sau khi mà mình đã apply dưỡng ẩm và chống nắng. Thì nếu như những bạn nào thường xuyên make up nên chọn những loại dưỡng ẩm và chống nắng mỏng nhẹ nè, khô thoáng nè, để khi mà thấm hết vào da rồi á, mình bắt đầu đánh lớp nền make up á, thì nó sẽ không ảnh hưởng đến cái lớp nền và sẽ không bị chảy cái lớp nền của mình. Lưu ý thứ hai đó chính là thoa kem chống nắng vừa đủ, không quá ít nhưng cũng không quá nhiều. Các bạn cũng biết kem chống nắng là một cái lớp màng bảo vệ ở trên da. Nếu như các bạn thoa quá ít thì lớp màng của chúng ta nó sẽ không có đủ độ dày, hoặc là chỗ có chỗ không thì cái lớp màng bảo vệ nó sẽ không có phát huy hết được tác dụng. Nhưng mà cũng không nên thoa quá nhiều, bởi vì nếu như thoa nhiều quá thì sẽ gây bít tắc lỗ chân lông. Bất cứ một cái sản phẩm nào cũng vậy hết, nếu như mình thoa quá nhiều lên trên da mặt đó, thì da sẽ không được thở và như vậy thì sẽ khiến cho da của mình rất là dễ bị nổi mụn nha. Chưa kể là nếu như các bạn thoa cái lớp kem chống nắng quá dày và nhiều như vậy á thì rất là khó để có thể thẩm thấu hết hoàn toàn vào da, và khi mà mình đánh nền nó thì cái lớp nền của mình rất dễ bị chảy ra. Và cái recommend của mình cho các bạn khi sử dụng kem chống nắng một lượng vừa đủ đó chính là bằng một đồng xu. Lưu ý thứ ba đó chính là thoa kem chống nắng thì phải thoa thật là đều, không được để kem chống nắng loang lổ và làm cho cái kem chống nắng nó không có thấm hết vào da được. Như lúc nãy mình cũng đã nói rồi, kem chống nắng là một cái lớp màng bảo vệ, nếu như mình thoa không đều tay á thì chỗ có chỗ không thì da của mình chỗ nào được thoa thì được bảo vệ, còn không được thoa thì không được bảo vệ, đúng không mọi người? Cho nên là mình phải thoa thật là đều nha, và mình không được để cái kem chống nắng nó loang lỗ nè. Và cái động tác thoa kem của mình nó massage mặt hoặc là vỗ nhẹ nhẹ sẽ giúp cho cái kem chống nắng nó thẩm thấu vào tốt hơn, như vậy thì hiệu quả sẽ cao hơn. Đặc biệt là các bạn nên thoa kem chống nắng cho cả vùng cổ và vùng body luôn nha. Mình biết có rất là nhiều bạn rất là thiên vị luôn, các bạn chỉ chăm chăm chống nắng rồi dưỡng da cho cái da mặt của mình thôi, còn da body các bạn bỏ luôn, các bạn lơ luôn, các bạn không hề quan tâm. Nhưng mà như vậy là không có tốt. Da chỗ nào cũng là da hết và mình đều cần được dưỡng, mình đều cần được bảo vệ hết. Cho nên là nếu như bạn nào cảm thấy phiền phức quá hoặc là tốn tiền quá phải mua hai loại kem chống nắng thì ok, mình sẽ giới thiệu cho các bạn một loại kem chống nắng này, Mac Firm. Đây là một loại kem chống nắng có thể dùng được cho cả mặt và body luôn, và đặc biệt là cái dung tích của em nó khá là to cho nên là thuận tiện cho các bạn dùng cho mặt và body cũng phải được 2-3 tháng trời. Thì lời khuyên của mình rất đơn giản thôi, các bạn cứ chọn một loại kem chống nắng dùng được cho cả mặt và body nè, và mình mua dung tích to một xíu, như vậy thì quá tiện cho các bạn rồi, không còn phải lo đến cái chuyện mà phiền phức hay là lười biếng nữa nha. Với lại mấy bạn cũng đâu có muốn á, là cái da mặt của mình thì trắng đẹp nhưng mà cái da cổ và lại da người mình thì đen, đúng không? Nhìn giống như là lắp một cái đầu khác qua bên cái người này, nhìn nó rất là kỳ cục luôn đó. Cho nên là các bạn nhớ là ngoài việc mình bảo vệ da mặt nè thì mình còn phải bảo vệ cả da body nữa nha. Lưu ý thứ năm đó chính là tẩy trang và làm sạch sau một ngày thoa kem chống nắng. Rất là nhiều bạn khi mà sử dụng kem chống nắng mà không có make up á, thì các bạn sẽ không tẩy trang. Nhưng mà đây là một suy nghĩ cực kỳ sai lầm. Thực ra là kem chống nắng á, nó là một lớp màng bảo vệ cho nên nó sẽ có một cái lớp gì đó ở trên bề mặt da để bảo vệ cho da của mình chống tia UVA, UVB nè.
Thì khi mà mình tắm, mình rửa mặt nè, thì đôi lúc á, cái lớp màng đó nó quá chắc chắn, nó quá kiên cố thì mình sẽ không có rửa ra được đâu. Vậy nên là mình cần phải có một cái biện pháp mạnh hơn, đó chính là sử dụng nước tẩy trang. Và mình thấy việc sử dụng nước tẩy trang cũng rất là tiện lợi và rất là đơn giản thôi. Như mình thì thường sử dụng cái em nước tẩy trang của Ariel này. Đây là một loại nước tẩy trang mà mình khá là thích, mùi hương rất là dễ chịu, rất là thoải mái nè. Rồi nó sẽ giúp cho mình tẩy sạch hết lớp trang điểm nè, bụi bẩn nè. Và đặc biệt là khi mà các bạn dùng kem chống nắng á, mà không có makeup á, thì các bạn lau qua em này thôi thì lớp kem chống nắng các bạn sẽ được lau sạch sẽ hết. Như vậy thì sẽ không có bị biến tắc lỗ chân lông. Mà sau khi sử dụng em đó xong, da mình cũng ẩm mượt chứ không có bị khô, căng hay là rát gì hết. Nếu như mà các bạn dùng kem chống nắng mà buổi tối các bạn không tẩy trang á, thì cái lớp kem chống nắng đó nó sẽ tích tụ lại ở trên mặt, rồi sau đó lấp đi những cái lỗ chân lông của mình. Từ đó làm cho lỗ chân lông của mình nó bị bí tắc, rất là dễ gây mụn nè. Và làm cho da mình bị sần sùi, nó sẽ không có được mịn màng và không được đẹp nữa. Mình bảo vệ da xong thành mình hại da luôn. Cho nên các bạn nhớ nha, cho dù mình không make up đi nữa thì mình đã sử dụng kem chống nắng thì buổi tối các bạn nhất định phải tẩy trang giùm mình. Lưu ý thứ tư đó là thoa lại kem chống nắng sau 2 đến 3 tiếng. Thật ra thì khoảng thời gian để bôi lại kem chống nắng nó còn phụ thuộc vào rất là nhiều yếu tố. Phụ thuộc vào cái thời gian lưu lại của kem chống nắng nè. Thường các bạn sẽ thấy chỉ số PA rồi có 1 dấu cộng, 2 dấu cộng, 3 dấu cộng. Vậy nên thường các bạn mua kem chống nắng mà có chỉ số PA 1 dấu cộng là các bạn để được 4 tiếng, PA 2 dấu cộng là để được 8 tiếng, PA 3 dấu cộng là để được 12 tiếng. Tuy nhiên thì ngoài cái sức chịu đựng của cái kem chống nắng ra, nó còn bị ảnh hưởng từ rất là nhiều yếu tố khác nữa. Ví dụ như là môi trường nè, hoặc là bạn ra ngoài bạn hoạt động mạnh nè, rồi đổ mồ hôi, hay là mình chơi thể thao, hoặc là quá nắng, cái nhiệt độ cũng có thể làm thay đổi cái chất kem chống nắng trên mặt mình. Thậm chí là tùy vào cái loại da của các bạn nữa. Cho nên ngoài cái thời gian mà kem chống nắng bám ở trên da được ghi ở trên chai, được ghi ở trên sản phẩm, thì còn phụ thuộc vào rất là nhiều yếu tố khác. Cho nên là mình sẽ nói chung chung là 2 đến 3 tiếng các bạn nên bôi lại là an toàn nhất. Vậy nên khi các bạn đi ra ngoài thì mình nên đem theo chai kem chống nắng ở bên mình. Đó là lý do tại sao mình có rất là nhiều kem chống nắng. Bởi vì những chai to thì mình sẽ để ở nhà, bởi vì dung tích lớn thì mình dùng nó sẽ tiết kiệm hơn. Tuy nhiên mình cũng sẽ rất là thích những cái em mà nhỏ nhỏ xinh xinh như thế này, rất là tiện để mình có thể đem đi, mình bỏ vào túi xách nè, hoặc là bỏ vào cốp xe. Khi nào mà mình cần thoa lại thì mình chỉ cần lấy ra rồi mình apply lại thôi, thì rất là tiện. Tuy nhiên có một điểm mà mình biết các bạn rất là quan ngại, rất là lo lắng, đó là nếu như make up rồi thì làm sao? Không lẽ bây giờ bôi cái lớp make up đi rồi thoa kem chống nắng lên xong rồi make up lại thì nghe nó rất là vô lý, đúng không mọi người? Cho nên là bạn nào mà thường xuyên make up nha thì nhất định phải sắm cho mình một cái chai kem chống nắng như thế này. Đây là kem chống nắng Multi Care viên 5 của Rainbow Lafe. Thì với em này á rất là đơn giản, nó là dạng xịt mọi người, mình chỉ cần lắc đều nè, sau đó mình sẽ xịt lên trên mặt như thế này nha. Mình sẽ xịt cho các bạn xem đây, lắc đều, ok rồi mình chỉ cần nhắm mắt lại xịt đều lên mặt. Đó, thì cái hạt của nó xịt ra rất là nhỏ, rất là mỏng, nó bám lên trên da chứ nó không hề là tia nước và nó không làm ảnh hưởng đến cái lớp nền make up của mình. Như các bạn đã thấy đó thì cái lớp make up của mình vẫn còn rất đẹp nha mọi người. Và em này có thể dùng được cho cả mặt và body, cho nên là khi mà mình xịt cái mặt mình xong rồi á, mà bây giờ không lẽ ngồi ở ngoài đường xong có lấy chai kem chống nắng thoa chét chét lên trên người thì nhìn rất là kỳ cục, đúng không mọi người? Nhìn nó không có được mỹ quan cho lắm. Cho nên là một cái chai xịt này rất là tiện luôn, rất là cần thiết. Mình có thể ngồi ở ngoài đường, ngồi trong quán cà phê, hoặc là đó, mình ngồi trong văn phòng cũng được, mình cũng có thể xịt. Đó, rất là đơn giản nè. Nha, mình chỉ cần xịt nhẹ nhàng, nó sẽ bám đều lên trên da và không hề có một cảm giác nhờn rít gì luôn á mọi người. Nó rất là khô thoáng, mùi hương cũng rất là dễ chịu luôn. Nên mình rất là recommend những bạn nào thường xuyên make up thì nên có cho mình một chai kem chống nắng dạng xịt như thế này nha. À còn một câu nữa mà rất là nhiều bạn thắc mắc đối với mình, đó là mình ở nhà thì mình có cần phải thoa kem chống nắng không chị? Câu trả lời của mình là có, hoàn toàn có. Bởi vì sao? Không phải là mình đi ra ngoài đường mình hứng nắng đưa mặt lên trời mới có nắng đâu mọi người ơi. Kể cả là mình ngồi ở nhà nè, thì nhà mình có cửa sổ, nhà mình có cửa, đúng không? Đương nhiên là ánh nắng vẫn có thể len lỏi qua cửa sổ, qua cửa nẻo để làm hại cái làn da yếu quý của mình. Cho nên là mình nên thoa kem chống nắng dù là ở nhà để mình bảo vệ da của mình. Và ngoài tác hại từ ánh nắng á, thì mình còn có rất là nhiều tác hại đến từ điện thoại nè, máy tính bảng nè, rồi đèn điện ở trong nhà nữa, đều là những ánh sáng xanh và những ánh sáng này cũng không hề tốt cho da luôn. Cho nên là việc thoa kem chống nắng ngoài giúp mình chống nắng thì còn giúp mình chống những cái ánh sáng xanh đó, thì mình sẽ giữ cho da của mình đẹp hơn và trẻ lâu hơn. Và đương nhiên là mình biết ở trong cái mùa dịch này thì cũng rất là khó khăn để các bạn có thể ra ngoài đi mua sắm rồi mua một loại kem chống nắng phù hợp với mình. Nhưng mà các bạn không cần phải lo, mình đã có một bí kíp giúp cho các bạn rồi đây. Tất cả những sản phẩm chống nắng và dưỡng da mình vừa giới thiệu cho các bạn thì mình đều mua online tại app Soko by Sosola.
Total Life thì là một chuỗi cửa hàng bán mỹ phẩm chính hãng và rất là đa dạng sản phẩm, nên là mọi người có thể tự do thoải mái lựa chọn mà mọi người mua hàng rất là yên tâm nha, bởi vì đều là hàng nhập khẩu 100% và được phép phân phối bày bán tại Việt Nam, nên là các bạn không cần phải lo sợ hàng pha ke. Ngoài ra thì khi các bạn tải app Soco by Total Life, mình còn được giảm giá 20% cho thành viên mới. Và mình cũng rất là thích một cái tính năng của Total Life, đó là khi mà mình mua hàng xong á thì mình có thể vào bình luận trên cái sản phẩm đó, kiểu như là mình thấy cái sản phẩm này dùng có ok không, hay là nó như thế nào, mùi hương như thế nào, chất như thế nào, mình thích hay là không, mình có thể đánh giá cho cái sản phẩm đó luôn. Như vậy thì khi mà mình vào mua, mình có thể xem những cái đánh giá trước nè, rồi mình thấy sản phẩm ok, được đánh giá tốt thì mình sẽ mua. Cho nên đây cũng là một cái chức năng khá là hay, bởi vì nó đều là những đánh giá đến từ người tiêu dùng, đến từ những người mua như tụi mình, cho nên tụi mình có thể dễ dàng biết được là sản phẩm nào tốt và không tốt. Mình cũng rất là hay comment lại cái cảm nhận của mình sau khi mình đã nhận được sản phẩm mà mình sử dụng. Cho nên là mình nghĩ là các bạn cũng nên như vậy nha. Tại vì biết đâu mình mua món này như các bạn mua món khác, thì một ngày nào đó mình sẽ muốn mua cái món đồ mà các bạn đã mua. Vậy nên các bạn hãy nhớ là mình đã mua gì thì mình cũng nên review lại một xíu, để những bạn khác có một cái thông tin rõ ràng hơn và các bạn có thể dễ dàng lựa chọn hơn. Và hiện nay trên Sosola còn đang có chương trình lương về đầy túi nhận deal thật vui. Mình sẽ được giảm giá lên đến 76% và còn những voucher 36% nữa. Trời ơi, giảm giá rất là nhiều luôn mọi người ơi. Và còn có rất nhiều chương trình hấp dẫn nha, như là đua token nhận vàng BNG 4 số 9 nè, và mua sắm những loại mỹ phẩm nội địa Hàn, Úc nè, Đài Loan nè, sẽ có cơ hội được nhận máy sấy tóc của Dyson trị giá 12 triệu lần đó mọi người. Trời ơi, rất là nhiều chương trình luôn, để mọi người có thể mua sắm và trải nghiệm những cái sản phẩm đến từ cửa hàng Sosola. Vậy đây là các bạn ơi, đừng chần chờ nữa, nếu như là mình cần mua bất cứ một loại mỹ phẩm nào hay là mình cần mua kem chống nắng nhưng mà mùa dịch không thể đi ra ngoài, thì hãy tải ngay app Soco by Sosola để có thể mua sắm online một cách tiện lợi và nhanh chóng nhất nha. Ok, video đến đây là hết rồi. Rất cảm ơn các bạn đã xem hết video này và hy vọng là những điều mà mình chia sẻ sẽ có ích cho các bạn, và chúc các bạn sẽ tìm được một loại kem chống nắng phù hợp với làn da của mình, cũng như là có một cách sử dụng kem chống nắng hiệu quả nhất nha.